Thank you.
Thank you.
Có người nấu cho ăn. Muốn gì, cái gì? Muốn ăn phải lăn vào bếp đó. Có ai nấu cho ăn đâu. Hôm nay mình sẽ làm xương xào khóm. Xương xào khóm, rồi bí xào à. Bí xào và canh mùng tơi. Lại là canh mùng tơi. Vì yêu mà em khó hiểu, sự anh có mà. Vậy rồi. Ừ, bây giờ bắt đầu lăn vô bếp nè. Mở nhạc tiếp cho mọi người. Ôi trời ơi trời ơi. Ồ, ở đây đồ lạ lắm. Tại vì nấu cơm phải thay bộ đồ thôi, không nó ám mùi hôi lắm. Em sợ mấy cái ám mùi lắm. Quần áo mà ám mùi mặc không có được. Này ha. Lên nhạc. Hay da.
Rồi ngủ tương lai cho em, chắc là chóng mặt với em lắm thôi. Em cứ quay cái điện thoại như trong trống. Hồi sáng đi chợ hơi trễ. Xong cái nào, xong cái này nè. Ướp thịt hết rồi. Sáng về rửa thịt, ướp thịt hết rồi, bây giờ chỉ có nóng thôi. Này à, cái ốc heo đây. Yeah, don't care. Cái băng nô đó. Hôm nay đã phải sáng thì bảo hôm nay vàng rồi. Đù. Mọi người đợi tí em định hình cho em làm cái gì trước nữa. Gạo nở mà, gạo dẻo nở. À nè, có mua một bộ ốc heo kinh. Ở nhà ta ăn, có ai thích ăn ốc heo không? Mấy hôm nay em bị đau đầu á. Đến chương trình nấu ăn nha em hả? Cái học ăn hay bị đau đầu á, bị gói lọn tiền đình á, mọi người nên mua ốc heo về ăn. Hay bị đau đầu hoặc gói lọn tiền đình á, ăn một hai bộ là hết đau đi. Nếu nhà em hay bị đau đầu á, cứ dịch kiểu này miết là đau đầu miết luôn á. Cứ dịch mà ở nhà miết như vậy, không có xô bận, không có xô bận gì trơn. Ế xô biết là nhức đầu á, nhức đầu phải ăn ốc heo cho bộ. Cơm trước. Cơm đâu rồi? Ừ. Chua gọt hơn ra. Đường xào khóm. Cùng em xin phai đi trên đường hạnh phúc. Cái gì mà cùng em xin phai đi trên đường hạnh phúc. Ai biết vậy? Ai biết đó? Ai biết ngôn tình cho tôi đó? Cảm ơn tay. Cả nhà chuẩn bị ăn chui chưa? Cái dao nó cùn dễ sợ quá. Cảm ơn anh Tây. Cảm ơn anh Tây nhiều. Cả nhà ơi, phụ anh Tây giúp em làm nhiệm vụ với cả nhà ơi. Dao cùn quá đi. Không khéo đưa tay nè. Dao bén thì không sợ nha. Em sắc dao bén em không sợ đứt tay đâu. Nhưng mà mấy cái dao cùn cùn thì em sợ đứt tay lắm. Tại mình cứ dùng sức mình đè á, xong bắt đầu trượt tay phát là đi luôn ngón tay luôn á. Dao bén thì không sợ mà sợ dao cùn. Ở Đà Nẵng này mọi người ơi. Hello mọi người ạ. Cái khúc này là khúc không thể là nhìn trên màn hình được nha. Mắt thì nhìn vô màn hình đó, mà tay thì cứ gọt như vậy là không biết rơi ngón tay khi nào. Ây da. Dao cùn cũng khiếp luôn. Sợ quá đi. Bà nó không gọt cho mình luôn, nó ác chứ.
da cuồn quá, đỏ hư hư hết cái khớp này, không ngon rồi. Cầm con dao là biết dao cuồn lắm, cuồn cực kỳ luôn, hư hết cái khớp của người ta rồi. Nó cay chưa, cay lắm. Nè, đi đến khó của người ta này. Tiếp thôi là tiếp. Giữ lại. Yêu nhau nhiều như thế. Hôm qua còn say đắm, giờ thì anh ngất mất nhau rồi. Giờ thì anh người hai ta phải chia đôi, mỗi người một nơi chia cách hai phương trời. Cô trong em, đây là con em buồn mất rồi ạ. Cái gì luôn. Ngu thế không biết nữa. Dễ dãi chứ sợ mà bảo con ơi lấy con lấy đợi miếng này đi về gọt giùm cô cũng ok luôn. Mà mình nhà dao cùn không gọt được mới ghê. Tốt nhất mọi người đừng nhìn miếng khóm ngay bây giờ. Miếng khóm nhìn thấy ghê lắm. Giờ chẳng lấy xách xe chạy đâu mà chọn miếng khóm mới chứ ta. Tức giận. Ồ, đi ăn chưa? Ăn sáng đi chưa? Sáng chưa ăn sáng, giờ này nó bụng sớm. Thì mình có mất tức luôn. Cảm ơn tay. Nhìn mình không dám đợi luôn. Ví dụ rồi. Mất nhau rồi. Biết vậy sáng mình không? Bọc sẵn rồi. Ơi, còn miếng khóm còn chút ép à. Rồi sao mà nấu, sao mà nấu với nửa cái sườn đây. Bên nhau nửa vừa rồi. Chị tay thôi, hello anh Bùi Dâm. Anh Bùi Dâm với em.